Thưa quý vị, từ tháng Giêng đến hết tháng 4 âm lịch hàng năm, thành phố Châu Đốc bước vào mùa du lịch lớn nhất trong năm. Để phục vụ tốt nhu cầu tham quan, vui chơi của du khách, thành phố Châu Đốc triển khai nhiều giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, tạo môi trường du lịch an toàn, văn minh, xây dựng hình ảnh đẹp đối với du khách. Với nhiều điểm du lịch tâm linh nổi tiếng, mỗi năm thành phố Châu Đốc thu hút hàng triệu du khách đến tham quan du lịch. Đặc biệt từ tháng Giêng đến hết tháng 4 âm lịch, rất đông du khách từ mọi miền đất nước đến tham quan khu du lịch quốc gia núi Sam, chứa quần thể di tích lịch sử văn hóa như miếu bà Chúa Xứ núi Sam, chùa Tây An, lăng Thọ Ngọc Hầu, chùa Hang để chiêm bái hành hương. Nhằm đảm bảo an ninh trật tự mùa lễ hội, ban quản lý khu du lịch quốc gia núi Sam phối hợp các lực lượng chức năng của tỉnh, thành phố Châu Đốc và Ủy ban nhân dân phường núi Sam triển khai nhiều giải pháp nhằm tạo môi trường du lịch an toàn, văn minh cho du khách, tổ chức tuyên truyền đến cộng đồng du khách trong việc thực hành các nghi thức truyền thống, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể lễ hội với bà Chúa Xứ núi Sam. Bên cạnh đó, ban quản lý khu du lịch quốc gia núi Sam cùng các đơn vị có liên quan tổ chức tuần tra xử lý các vi phạm trong lĩnh vực văn hóa, du lịch, dịch vụ thương mại, an ninh trật tự trong khu du lịch, thường xuyên kiểm tra nhắc nhở phòng cháy chữa cháy, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phối hợp các ban ngành đoàn thể và chính quyền địa phương duy trì đảm bảo an ninh trật tự, dọn dẹp lòng lề đường, vỉa hè, tạo thông thoáng cho du khách đến tham quan, được duy trì xuyên suốt các ngày trong năm.